À, xin chào các anh chị, chúc tất cả các anh chị Crowd One, thành viên Crowd One một ngày mới tràn đầy năng lượng nha. À, vì vừa rồi công ty có thay đổi giao diện màn hình của tài khoản Crowd One, cho nên Lộc rất là nhiều người không quen với cái màn hình này và không biết là phải vào tìm thông tin ở đâu. Thì ngày hôm nay Lộc chia sẻ cho các anh chị về những cái nội dung được thể hiện trên tài khoản Crowd One theo giao diện mới của công ty. Ở đây các anh chị khi đăng nhập vào tài khoản Crowd One ở trên máy tính thì các anh chị sẽ thấy có giao diện như thế này. Tất nhiên trên điện thoại của các anh chị thì vì nó phạm vi nó hẹp hơn cho nên mọi cái nó sẽ được bố trí theo chiều dọc. Còn ở đây thì sẽ bố trí theo chiều ngang. Đấy. Và Lộc xin giới thiệu cái giao diện trên máy tính và đồng thời chen vào đấy là cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị về giao diện trên điện thoại của các anh chị nhé. Đây, khi các anh chị ở trên màn hình máy tính thì các anh chị ở cái mục đầu tiên Crowd One đây, bất cứ lúc nào mà các anh chị dù là đang ở màn hình nào, đang ở chế độ nào, các anh chị chỉ cần kích vào Crowd One ở bên góc trái ở trên cùng của màn hình điện thoại cũng giống như là máy tính thì các anh chị sẽ về trang chủ, trang chính của tài khoản của các anh chị. Đấy. Ở đây bên cạnh chữ Crowd One có một cái mũi tên đi xuống, các anh chị kích vào đây thì sẽ hiện ra app Fugo, Mister và Crowd One Card. Và khi các anh chị kích vào thì nó sẽ chuyển qua trang giới thiệu về app Fugo hoặc là Mister hoặc là Crowd One Card nha. Tiếp theo, đây là một news hay gọi là thông tin tin tức của công ty. Các tin tức mới của công ty sẽ được thể hiện ở đây. Các anh chị vào news để xem những tin tức mới của công ty. Và đây một thông tin thì các thông tin về công ty. Về cái owner right, đây là chủ quyền sở hữu cổ phiếu, cổ phần hay còn gọi là cổ quyền. Đấy. Event là các sự kiện của công ty sẽ được liệt kê trong mục này. Bonus là các khoản hoa hồng của công ty sẽ liệt kê trong này. Downline là cái tuyến dưới hoặc là cái sơ đồ hệ thống của các anh chị. Một education là một giáo dục, có nghĩa là khi các anh chị tham gia vào đây thì các công ty sẽ tặng kèm cho các anh chị cái gói giáo dục trực tuyến. Các anh chị vào đây để mà có thể là tham gia học. Tuy nhiên ở đây thì người ta sẽ dạy bằng tiếng Anh, cho nên là nếu mà các anh chị nào mà có tiếng Anh thì sẽ là một lợi thế. Đây, ở bên đây màn hình của các anh chị có tên của các anh chị ở đây, thì trong này có mục setting thì để các anh chị vào đây để mà thay đổi thông tin của mình cũng như là chuyển thiết lập cái nhánh trái nhánh phải trong sơ đồ nhị phân của các anh chị, hoặc là các anh chị có thể thay đổi mật khẩu thì vào mục setting ở đây. Với cái menu này ở trên điện thoại của các anh chị thì các anh chị nhìn ở bên góc phải trên cùng màn hình điện thoại sẽ thấy có ba sọc ngang hay là ba gạch ngang đấy, thì các anh chị chỉ cần bấm vào ba cái sọc ngang đấy thì nó sẽ hiện ra cái thanh menu như thế này, ba sọc ngang các anh chị nhé. Đấy, sẽ hiện ra cái thanh menu. Và trong cái điện thoại của các anh chị thì khi mà bấm vào ba sọc ngang ở góc phải trên cùng màn hình đấy thì nó sẽ hiện ra cái mục news, info, event, bonus, downline, education. Đấy, thì ở máy tính thì bố trí theo hàng ngang, còn ở điện thoại thì nó sẽ bố trí theo hàng dọc xuống, và các anh chị chỉ việc bấm vào ba sọc ngang ở trên điện thoại thì sẽ thấy tất cả các mục như thế này. Rồi, trên đi máy tính của các anh chị thì ngoài cái mục setting đây thì ở đây có thể là mục upload KYC là để cho các anh chị có thể vào để mà khẳng định chủ quyền của mình bằng cách là chụp hình tự sướng kèm chứng minh nhân dân và up lên kèm theo là chứng minh nhân dân mặt trước và chứng minh nhân dân mặt sau. Mục earning và payout là cái mục thu nhập, liệt kê các thu nhập và cái chi tiêu của các anh chị ở đây. Gift code là để các anh chị mua cái mã thẻ cào để có thể là kích hoạt cho người mới. Các anh chị dùng
tiền hoa hồng của mình, là tiền tiền hoa hồng trên số dư tài khoản của mình để có thể mua gift code để mà có thể kích hoạt cho người mới. Ở đây các anh chị cũng có thể vào đây để mà rút cái tiền của các anh chị về bằng về ví Bitcoin, ví blockchain của các anh chị, hoặc là rút về ngân hàng. Đấy. Hoặc là đây thì các anh chị muốn công ty hỗ trợ cái gì thì các anh chị sẽ vào đây. Ở trong này sẽ nó có phần hỏi đáp. Có nhiều câu hỏi đã được hỏi ra và trả lời rồi thì các anh chị xem ở trong đấy. Nếu các anh chị không tìm thấy câu hỏi hoặc là câu trả lời ở trong cái mục hỏi đáp đấy thì các anh chị có thể gửi email trực tiếp về công ty để mà hỏi. Một invoice là để ở đây sẽ công ty sẽ thể hiện cái hóa đơn thu tiền của các anh chị. Khi các anh chị đóng mua gói, đóng tiền mua gói thì công ty sẽ phát hành hóa đơn và vào đây để các anh chị nhận cái hóa đơn đấy tải về. Và đây lock out có nghĩa là thoát khỏi cái tài khoản của các anh chị ở trên máy tính nha. Còn trên điện thoại của các anh chị thì các anh chị nhìn ở bên dưới cùng màn hình đó, nó có cái mũi tên ở trong cái ô hình chữ nhật, có mũi tên chỉ ra ngoài, thì các anh chị chỉ cần bấm vào đấy thì nó sẽ lock out hoặc là thoát khỏi màn hình, thoát khỏi tài khoản của các anh chị. Rồi mục tiếp theo ở khu vực này, công ty chào mừng các anh chị, giống như công ty chào mừng Lộc quay trở lại. Thật ra quay trở lại có nghĩa là mỗi lần các anh chị thoát ra và các anh chị đăng nhập lại thì là công ty chào mừng các anh chị đã quay trở lại. Mỗi lượt truy cập của các anh chị thì là nó cũng rất có giá trị với công ty. Đó, chính nhờ những lượt truy cập nhiều thì sẽ làm cho cái trang mạng của công ty nó trở nên giá trị hơn. Như vậy thì là thành viên của công ty Crowd One thì các anh chị hãy thường xuyên đăng nhập vào tài khoản của mình ở trên Crowd One. Đó, để xem xét các chính sách, các chế độ của công ty, cũng giống như là mỗi lần các anh chị đăng nhập vào thì các anh chị được chào mừng vào, và đồng thời cái việc đăng nhập của các anh chị sẽ góp phần làm cho cái trang web của công ty giá trị hơn, đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty, thì các anh chị cũng được chia phần trong cái lợi nhuận đấy. Các anh chị được chia đến 80% lần mà, cho nên là chúng ta hãy thường xuyên vào trong tài khoản của công ty nhé. Rồi trong điện thoại của các anh chị nó cũng sẽ ngay đầu tiên ở phía trên cái phần welcome back này, ở trên điện thoại thì nó sẽ có cái vị trí hay là cái chức vụ của các anh chị, nó sẽ được thể hiện ở đây. Nó sẽ trên điện thoại thì nó sẽ hiện ở khu vực này trên chữ welcome back ở ngay đầu tiên trên cùng đấy. Rồi mục tiếp theo là cái chính sách khuyến mãi của công ty, khuyến mãi tự động nâng cấp đấy. Nếu mà nâng cấp lên thì chúng ta sẽ được hưởng, thứ nhất là cái vị trí của chúng ta cao hơn, cái số lượng cổ phiếu chúng ta sẽ được nắm giữ nhiều hơn. Đó, và đây trong chương trình nâng cấp khuyến mãi của công ty thì ở đây thể hiện là còn 3 ngày. Đây là ngày 3 ngày 2 giờ và 30 phút nữa. Như vậy chương trình khuyến mãi này, chương trình khuyến mãi tự động nâng cấp tăng 3 giá trị tài khoản hoặc là tăng 5, tăng 6 lần giá trị tài khoản thì sẽ kết thúc trong vòng 3 ngày 2 giờ và 30 phút nữa các anh chị nhé. Cho nên ai chưa nâng cấp thì nên nâng cấp đi. Đó, vì các anh chị được khuyến mãi rất là tốt. Hoặc là các anh chị cũng nên chia sẻ cho nhiều người mới để người ta tham gia vào trong Crowd One này, tham gia vào Crowd One vừa có cơ hội kiếm tiền, nhưng mà ngay khi tham gia vào trong cái thời hạn khuyến mãi thì giá trị tài sản của họ, họ sẽ được lợi lên gấp mấy lần. Đấy, các anh chị đem lại lợi cho họ ngay từ khi mà họ tham gia vào. Rồi mục tiếp theo mà các anh chị nhìn thấy có những cái hình lục giác đây. Đấy, ở trên điện thoại của các anh chị thì các anh chị thấy có một hình thôi. Vì nó không có thể là có vị trí, có cái không gian để mà thể hiện nhiều hết. Đấy, nhưng mà trên máy tính thì nó thể hiện được 4 mục. Đấy, còn trên điện thoại các anh chị cũng có thể nhìn thấy cái mũi tên này. Các anh chị chỉ cần kích qua thôi. Kết quả là các anh chị sẽ xem được các mục tiếp theo. Cho nên là các anh chị nếu mà không thấy các mục tiếp theo thì nên kích vào mũi tên nhé. Bất cứ lúc nào kích vào mũi tên thì nó sẽ chuyển tiếp các mục tiếp theo. Ở đây mục đầu tiên, cái hình lục giác đầu tiên đây, nó có chữ là Account Balance, có nghĩa là số dư tài khoản. Ở đây số dư tài khoản này nó là tiền mặt các anh chị nhé. Khi các anh chị được nhận được hoa hồng khi phát triển hệ thống đó, hoặc là các anh chị nhận được cổ tức của công ty trả hàng quý, thì nó sẽ thể hiện
cái số tiền mặt đó nó sẽ hiện ở đây. Và hoa hồng thì các anh chị sẽ có 80% cái hoa hồng mà các anh chị làm ra được thì sẽ được trả bằng tiền mặt vào trong account balance là số dư tài khoản. Còn 20% còn lại thì công ty mua cổ phiếu tự động Afigo và Mister cộng vào cho cái số lượng cổ phiếu của các anh chị. Cái mục tiếp theo ở trên điện thoại thì các anh chị bấm mũi tên bên tay để cho nó qua cái mục tiếp theo nhé. Mục tiếp theo nó sẽ là Afigo Owner Right, hay còn gọi là cổ quyền hay là quyền chủ sở hữu Afigo đây. Đó là cái mục tiếp theo có hình lục giác màu cam đây này. Đấy thì ở đây các anh chị sẽ thấy là cái số lượng ở đây là thể hiện số lượng cổ quyền Afigo ở đây là 1413,75 cổ quyền. Và các anh chị muốn biết cái số lượng này nó có giá trị là bao nhiêu thì các anh chị chỉ cần kích vào cái vòng tròn có chữ Y nhỏ nhỏ ở phía sau cái số lượng đấy thì các anh chị sẽ thấy cái giá trị. Như vậy ở đây giá trị là 3860 euro. Như vậy số lượng cổ quyền này thì nó có giá trị là 3860 euro. Đó là nhân cái số lượng này với cái đơn giá hiện tại của cổ quyền Afigo. Và đây mục tiếp theo ở trên điện thoại các anh chị bấm mũi tên qua bên phải nhé. Mục tiếp theo là Pioneer Owner Right, cổ quyền Pioneer. Ở đây thì công ty chưa có cái công ty khuyến cáo các anh chị chưa nên kích vào cái mục này. Đấy, cái này thì công ty sẽ thông báo sau về cái mục đích của nó như thế nào và khi nào thì chúng ta nên chuyển đổi cái này thì công ty sẽ thông báo sau, hoặc là các anh chị cũng có thể hỏi anh Vũ là thuyền trưởng hoặc là ân nhân của chúng ta xem thử là cái này là nhằm mục đích gì và chúng ta khi nào thì chúng ta sử dụng cái này. Rồi bây giờ qua mục tiếp theo, các anh chị trên máy tính, xin lỗi trên điện thoại thì các anh chị kích vào cái mũi tên bên tay phải thì sẽ thể hiện Mr. Owner Right, có nghĩa là cổ quyền của Mr. Và đây là số lượng và đây là giá trị. Đấy. Rồi các anh chị lại tiếp tục kích vào cái mục mũi tên. Để đây thì các anh chị sẽ thấy có mũi tên chỉ qua bên trái và mũi tên chỉ bên tay phải. Ở dưới là Point Left, có nghĩa là điểm nhánh trái. Đó. Và đây là Point Right là điểm nhánh phải. Chúng ta có sơ đồ nhị phân mà, hay là chân trái chân phải đó, hay là nhánh mạnh nhánh yếu đó, thì nhánh nào có nhiều điểm thì gọi là nhánh mạnh, nhánh nào không có điểm thì gọi là nhánh yếu. Bây giờ nếu mà các anh chị là để chế độ tiếng Việt thì ở đây Google nó có thể là nó dịch không được chuẩn về ngôn ngữ tiếng Việt lắm. Ở đây nó có thể dịch là điểm còn lại hoặc là điểm đúng, nhưng mà các anh chị cũng đừng quan tâm lắm. Nhìn thấy qua bên trái có nghĩa là điểm nhánh trái, nhìn thấy mũi tên chỉ qua bên phải thì là điểm nhánh phải của các anh chị. Thấy nhá. Ok, mục tiếp theo là mục Potential Bonus. Xin lỗi, Potential Bonus. Nghĩa là cái phần thưởng tiềm năng hay còn gọi là hoa hồng tiềm năng đấy. Thì đây nó thể hiện cái giá trị này. Thì cái này nó cũng các anh chị cũng đừng nên quan tâm, đừng nên chú trọng quá về cái tiềm năng đấy, cái thưởng tiềm năng. Tại vì công ty tính trên một cái công thức nhất định của công ty. Khi mà nhánh mạnh trở thành là nhánh yếu và nhánh yếu trở thành nhánh mạnh, nhưng mà nhánh mạnh lại trở thành nhánh yếu bằng 1/3 của nhánh yếu trở thành nhánh mạnh, rắc rối cái gì ha. Nhưng mà thôi đừng quan tâm, cái con số này nó tính theo cái công thức của công ty, nhưng mà đây chưa phải con số tiền mà các anh chị có thể thực nhận được, cho nên là cũng chỉ để tham chiếu thôi, nhìn cho vui thôi. Đó. Còn cái mà các anh chị nên quan tâm là cái ở đây account balance, số dư tài khoản ha. Rồi tiếp theo là mục tiếp theo ở đây ha. Này current pack có nghĩa là các anh chị trong điện thoại thì các anh chị kéo xuống ha, kéo xuống hoặc là các anh chị đẩy lên thì các anh chị sẽ thấy current pack có nghĩa là cái gói thành viên hiện tại của các anh chị được thể hiện ở đây. Anh chị là thành viên Titan thì nó thể hiện là đây là chữ T, Titanium. Các anh chị thành viên gói trắng ở đây là chữ W, là White. Các anh chị là thành viên gói đen thì ở đây là chữ B, chữ là Black. Đó, các anh chị thành viên gói vàng thì nó thể hiện chữ G, là Gold. Đó, còn Lộc là thành viên Titanium thì nó thể hiện là chữ T. Và ở bên dưới là có một Upgrade
Upgrade thì khi các anh chị muốn nâng cấp thành viên mình thì các anh chị chọn vào mục Upgrade này. Ok. À, và đây là Streamline Level, có nghĩa là cái cấp độ Streamline của các anh chị hiện tại là như thế nào. Như vậy ở đây hiện tại là Lộc đang ở cái level 11. Tổng cộng có 20 level, cao nhất là 20 level. Thì Lộc đang ở level thứ 11 trên 20. Ok. Cái level này nó sẽ tương ứng với là cái số tiền mà các anh chị được nhận hàng tuần đấy các anh chị. Rồi, và đây, cái mục này cũng hay đây, là hấp dẫn ha. Đây là sponsor link, là cái đường link tài trợ. Thì ở đây nó sẽ có, đây là một cái đường link mà các anh chị để ý là ở phía cuối cùng là tên nickname hay là tên username của các anh chị. Chúng ta gọi nôm na là ID đấy, tên ID của các anh chị. Và khi mà ai đó kích vào trong cái đường link này để đăng ký, hoặc là các anh chị copy cái đường link này, các anh chị gửi cho bạn bè, người quen ở trên Facebook, trên Zalo, trên Instagram hoặc là trên bất cứ cái trang mạng nào mà người ta kích vào đấy, người ta đăng ký, thì nghiễm nhiên nó sẽ chuyển đến cái trang đăng ký thành viên Crowd One. Và khi người ta đăng ký vào đấy, người ta thanh toán tiền thì người ta trở thành F1 trực tiếp của các anh chị. Đấy, nhớ nha, họ mà đăng ký trên cái trang, trên cái đường link này thì họ sẽ trở thành F1 trực tiếp của các anh chị. Rồi tiếp theo là một cái sự kiện, thống kê các sự kiện của công ty. Ví dụ một sự kiện của công ty ở Durban, Nam Phi vào ngày 22 tháng 2 thì qua rồi. Ok, không quan tâm nữa. Bây giờ sự kiện sắp tới là ngày 21 tháng 3 đây, ở Bangkok. À, rồi cái con tàu nó tàu mà 7 sao đó, VIP Cruise Sprint đây. Thì vào mùng 9 tháng 5. Như vậy thì mùng 9 tháng 5 thì nếu mà ai đạt lên cấp độ Director 1 sao thì sẽ được mời lên tàu và đi du lịch các nước trên thế giới trong vòng 7 ngày, được đi tàu 7 sao. Cực kỳ hay đó các, cực kỳ hấp dẫn đó các anh chị. Nếu mà ai được lên cấp độ là Director 1 sao thì sẽ được mời lên tàu đi du lịch miễn phí. Đó là niềm mơ ước của nhiều người các anh chị ha. Lộc cũng đang mơ ước cái chuyện này đây. Hiện tại Lộc đang là manager 1 sao thôi. Để mà lên cấp độ director 1 sao thì cũng còn phải phấn đấu khá nhiều đấy. Tuy nhiên cái đó là cái bước đường mà ai đi, cứ đi thì sẽ đến. Trừ phi chúng ta dừng lại, chúng ta không đi thì không đến thôi. Còn nếu mà ai đi, cứ tiếp tục bước thì là rồi một ngày, không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ được lên tàu này. Ok. Và cái mục tiếp theo là chúng ta kích qua mũi tên đó thì sẽ đến cái event, cái sự kiện tiếp theo của công ty vào ngày 27 tháng 6 là ở Johannesburg. Đấy, các anh chị cứ kích mũi tên trên màn hình các anh chị thì các anh chị cứ kích mũi tên bên trái hoặc bên phải thôi. Đó, để các anh chị xem cái mục tiếp theo thôi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục kéo lên để mà xem. Đây, cái tàu du lịch 7 sao đây. Khi mà các anh chị đạt đến Director 1 sao thì các anh chị sẽ được mời lên tàu đi du lịch miễn phí. Và vui lòng nhớ là Director 1 sao thì những người mà có cái thu nhập, cái binary bonus đó, cái doanh số nhị phân đó, mà được 100.000 euro. 100.000 euro thì khi các anh chị thấy thu nhập của mình được 100.000 euro trong cái binary bonus thì các anh chị biết là các anh chị đã lên Director 1 sao. Và các anh chị sẽ được công ty thông báo mời lên tàu để đi du lịch. Đó. Ở đây nó thể hiện cái mức độ đạt được là 70%. Lộc cũng chưa hiểu ở đây là vì sao là 70%. Vì Lộc đang ở manager 1 sao, cần phải lên manager 2 sao, manager 3 sao, rồi mới được lên director. Như vậy thì còn một cái quãng đường rất là dài. Nhưng mà công ty thống kê ở đây là 70% rồi thì Lộc cũng không biết là vì lý do gì. Lộc nghĩ là không thể nào mà Lộc đã đạt được cái số đó ở thời điểm hiện tại này đâu. Tại vì còn phải phấn đấu đến 3 cấp nữa mới đạt 100% mà. Ok. Thôi được rồi, nhưng mà có đi thì sẽ có đến. Hãy phấn đấu lên các anh chị nha. Mọi người đều có thể lên tàu được hết. Cứ tiếp tục làm là sẽ lên tàu. Ok, và đây là công ty, có những cái thông tin của công ty, công ty sẽ thể hiện ở đây. Như ở đây các anh chị thấy là vào ngày mùng 6, trước ngày mùng 6 tháng 3, và các anh chị bấm like nhé, bấm like Crowd One hoặc là Afigo hoặc là Mister ở trên Facebook hoặc là Instagram thì các anh chị sẽ được công ty thưởng cho 10 cái cổ quyền miễn phí. Ok. Vậy công ty có thể hiện chi tiết ở trong cái mục News
ở phía trên đó các anh chị cứ vào mục News và các anh chị sẽ thấy và các anh chị sẽ được công ty hướng dẫn. Rồi Visa Payment hoặc là Crown One Card đây, thì các anh chị muốn tìm hiểu sâu thêm thì các anh chị chỉ việc kích vào thôi. Lộc nói sơ lược ha. À đây là các video giới thiệu về Afigo, về Mister và về các sự kiện của công ty ở đây. À bên dưới này là thể hiện cái cổ phiếu và giá trị cổ phiếu, xin lỗi, cổ quyền và giá cổ quyền của các anh chị. Ví dụ như hiện tại là Afigo có giá là 2,73 euro một cổ quyền của Afigo và nó đã tăng được 36,5% so với lúc mới phát hành. Đó các anh chị, ở đây các anh chị có thấy là ở đây là cái chu biểu đồ về phát triển giá của cổ phiếu Afigo, và chúng ta đang ở cái mức giá này và cái biểu đồ nó sẽ còn tăng, giá còn tăng lên, và dự kiến là đến tháng 11 thì nó sẽ tăng lên đến khoảng là 5 euro một cổ quyền của Afigo. À, còn muốn xem cổ quyền Mister và biểu đồ tăng trưởng thì các anh chị sẽ kích vào đây, kích vào Mister. À, giá của cổ quyền Mister hiện tại là 0,92 euro một cổ quyền và nó đã tăng đến 84% so với lúc mới phát hành. Và đây nhìn biểu đồ tăng trưởng thì các anh chị thấy đây là nó có tô màu đậm hơn một chút, để ý kỹ sẽ thấy tô màu đậm hơn một chút. Ở đây là nó đang ở cái mức giá này và nó còn tiếp tục tăng trưởng và dự kiến là nó sẽ tăng lên tầm khoảng là 2,5 euro một cổ quyền của Mister. À, các anh chị có thể vào theo dõi. Ok, mục tiếp theo, đây, những cái sự kiện này công ty thì các anh chị có thể vào, kích vào để mà xem thêm. Ở đây, mục tiếp theo nữa, đó là cái streamline level của các anh chị. Ở đây các anh chị có thể xem trên điện thoại thì nó cũng có thể hiện cái streamline level đấy. Các anh chị việc kéo lên thôi, kéo lên nữa. Và nó thể hiện theo chiều dọc, ở đây thể hiện theo chiều ngang ấy. Còn trên điện thoại của các anh chị nó sẽ thể hiện theo chiều dọc. Cái current streamline bonus level 11 hiện tại ở đây là cái mức, cái cấp độ streamline của Lộc là đang ở cái cấp độ 11 và ở cấp độ này, ở level này thì mỗi tuần Lộc được nhận 200 euro một tuần. Đó. Và nó sẽ quy ra là 100 euro thì mua cổ phiếu Afigo, 100 euro sẽ mua cổ phiếu Mister và cộng vào cái số lượng cổ phiếu hiện có của mình. Như vậy thì hàng tuần vào thứ 5 và thứ 6 thì Lộc hay nhắc nhở các anh chị là hãy vào để mà nhận, bấm nhận claim owner right đó, để nhận cái cổ quyền đấy về. Đấy, thì các anh chị thứ 5 và thứ 6 hàng tuần các anh chị nên vào tài khoản ở ngay dưới cái mục số dư tài khoản của các anh chị sẽ có cái dòng claim owner right. Các anh chị nên kích vào đấy để mà nhận nha, kích vào đấy, kích vào claim owner right, sau đó kích vào claim now, nhận ngay bây giờ để nhận cái thưởng cổ phiếu của công ty trả về. Các anh chị nên nhận vì mặc dù là các anh chị nếu mà có ít thì chúng ta nhận ít, chúng ta tích tiểu thành đại mà. Vì bây giờ cái giá thì nó đang thấp nhưng mà đến lúc nào đó giá nó lên tăng gấp cả trăm lần thì sao? À, giống như Facebook khi mà nó lên sàn nó tăng đến 200 lần, hơn 200 lần. Bây giờ các anh chị cứ hình dung, bây giờ các anh chị mỗi tuần các anh chị chỉ có nhận 2,5 ơ cho cái số lượng cổ phiếu đấy. Tuy nhiên là cái số lượng cổ phiếu đấy sau này nếu mà nó cho dù là một cổ phiếu thôi ha, một cổ phiếu tương 2,5 ơ, nhưng mà khi mà nó tăng lên đến 200 ơ thì sao? Thì một cổ phiếu lúc đấy nó là 200 ơ chứ không phải là 2,5 ơ nữa. Như vậy thì các anh chị cứ tích tiểu thành đại, cứ thứ năm hàng tuần, thứ sáu hàng tuần vào nhận cổ phiếu thưởng của công ty nha. Vì các anh chị không nhận thì sẽ mất đi đấy. Rồi đây là cái mức level tiếp theo. Level Next Streamline Bonus. Khi mà lên được level 12 thì sẽ được nhận là 250 euro một tuần. Ở đây nếu mà Lộc lên level 12 thì Lộc sẽ mỗi tuần nhận được 250 euro một tuần. Tương ứng là 1.000 euro một tháng ha. Cái ở đây là cái biểu đồ mà cái gọi là cái tiến trình của Lộc. Lộc đã đi được 55% trên con đường mà đi lên cái level 12 này. Như vậy còn 45% nữa thì Lộc sẽ được lên level 12 và lúc đó sẽ nhận được 1.000 euro một tháng. Ok. Rồi vào đây nhìn cái dãy số này. Đây là dãy số mà member join up to you, có nghĩa là các thành viên tham gia sau bạn. Ok,
trên điện thoại của các anh chị cũng sẽ thấy cái đó, mục đó, mục mục dãy số đó. Thì ở đây thể hiện là số người mà tham gia sau lộc, lộc tham gia vào ngày 25 tháng 12 vừa rồi nhá. À, thì đến bây giờ là đúng là 2 tháng 10 ngày thì số thành viên tham gia sau lộc đã lên con số là 1.131.867 người. Đấy, số thành viên tham gia sau bạc. Và cái số đó nó được thể hiện ở bên dưới này là các quốc gia luôn, đây là 50 người đăng ký gần đây nhất đây thôi. Đấy, các quốc gia tham gia vào đây. Như vậy trên toàn thế giới người ta tham gia vào đây chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam hay là ở châu Á, châu Phi đâu, mà toàn thế giới luôn nhá. Đó, cứ mỗi một ngày đêm thì số người tham gia vào trong cái cộng đồng của Crowdone chúng ta thì tầm khoảng 15.000 đến 20.000 người tham gia vào đây. Như vậy cộng đồng của công ty ngày càng phát triển mạnh. Hả? Rồi, các anh chị kéo xuống hết luôn, không còn kéo được nữa, xuống cuối màn hình đấy. Cả trên điện thoại cũng vậy, các anh chị kéo hết xuống. Thì các anh chị sẽ thấy cái mục lựa chọn ngôn ngữ. À, lựa chọn ngôn ngữ ở đây. À, nãy đến giờ là lọc chỉ ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng mà nhiều anh chị không có rành tiếng Anh thì các anh chị có thể vào đây đọc tiếng Việt, rất là đơn giản, công ty hỗ trợ hết sức. Ở đây có rất nhiều ngôn ngữ để cho các anh chị chọn lựa ha. Ai ở quốc gia nào muốn đọc ngôn ngữ nào thì có thể đọc. Và nếu mà các anh chị đọc tiếng Việt, chữ V nó sẽ nằm ở bên gần cuối ha, theo với ký tự IBC. Chữ V Vietnamese đây. Vietnamese tiếng Việt. À, các anh chị muốn đọc tiếng Việt thì chỉ việc kích vào đây chọn thì nó sẽ thể hiện toàn bộ nội dung trong web bằng tiếng Việt cho các anh chị chọn. À, ở đây có một thông tin về term and condition, về các điều khoản điều kiện của công ty. Các anh chị nên kích vào đây và chuyển qua tiếng Việt để đọc về các điều khoản điều kiện của công ty. Công ty quy định như thế nào, đây giống như là điều lệ của công ty vậy đó. À, thì các anh chị nên vào đây tham khảo cái chính sách điều lệ của công ty để biết rõ hơn về công ty, có kiến thức về công ty cũng như những cái hiểu biết về chính sách, về điều kiện của công ty. Để chúng ta phải làm đúng, chúng ta không làm sai. Và khi chúng ta đi chia sẻ cho những người khác thì chúng ta cũng phải chia sẻ đúng theo chính sách của công ty. À, chúng ta đừng có nói tầm bậy tầm bạ ha. Chúng ta cũng đừng nói quá lên sự thật, như vậy không hay đâu. Các anh chị nên chia sẻ đúng sự thật và đúng cái giá trị của công ty. Đây về chính sách về bảo hộ độc quyền hoặc là bảo mật thì các anh chị có thể tham gia và các anh chị có thể kích vào đây để mà xem. Giới thiệu về công ty thì vào mục About Us. Và đây là cái mà rất là quan trọng và rất là đặc biệt mà Lộc muốn nhắn gửi đến các anh chị. Nhiều anh chị vẫn hiện tại đang làm nhưng vẫn còn đang rất là phân vân về tính pháp lý của công ty, không biết công ty này nó ở đâu. Nghe nó công ty online, nó ở đâu đó, rồi chẳng biết là cuối cùng có cái pháp lý gì hay không, pháp nhân như thế nào. Đây, các anh chị vào đây nha, ở cuối màn hình điện thoại hay cuối màn hình của máy tính của các anh chị, các anh chị sẽ thấy tên công ty ở đây là Impact Crowd Technology. Impact Crowd Technology, đây là công ty mẹ, công ty mẹ đấy. Và chúng ta hay gọi Crowdone đấy, đó là gọi tắt để cho nó dễ nhớ thôi, hoặc là để cho nó gọn thôi. Nhưng mà công ty đây, công ty đăng ký kinh doanh với tên là Impact. Và hiện tại trụ sở của công ty có địa chỉ ở đây. Địa chỉ ở đây, các anh chị đọc địa chỉ ở đây, ở Madrid, Tây Ban Nha. Trước đây trụ sở của công ty là ở Dubai các anh chị ha, ở tiểu vương quốc Ả Rập. Nhưng mà bây giờ công ty đã dời trụ sở và đăng ký tại châu Âu rồi. Đó, và các quốc gia trong cộng đồng chung châu Âu, chỉ những cái công ty mà có uy tín, có tiềm lực và công ty đàng hoàng là bằng uy tín đó thì mới có thể đăng ký ở đây được. Đó, có thể đăng ký ở châu Âu này được. Xin lỗi bằng Phạm Lê nhé, Lộc đang livestream cho nên là không nghe điện thoại của Phạm Lê được ha. Vui lòng. Và đây, mã số thuế hay là còn gọi là đăng ký kinh doanh của công ty. Đăng ký của kinh doanh của công ty có mã số thuế đàng hoàng. Như vậy thì công ty của chúng ta có tên gọi cụ thể, có địa chỉ cụ thể và có đăng ký kinh doanh cụ thể. Như vậy thì những ai mà còn đang phân vân, đang lăng tăng về cái chuyện pháp lý của công ty thì nên vào đây tham khảo. Và nếu mà ai còn hỏi về tính pháp lý của công ty cũng như công ty nằm ở đâu thì nên đưa ra cái địa chỉ và giấy đăng ký kinh doanh, tên gọi của công ty ở cái mục này, chỉ cho người ta thấy
đó, chỉ cho người ta xem. Và các anh chị cũng nên biết một điều là công ty của chúng ta là công ty online, 100% online và công ty đa quốc gia. Cho nên là chỉ cần đăng ký ở tại một quốc gia thôi, đăng ký ở châu Âu và tuân thủ theo luật pháp của quốc tế. Đấy. Chứ không nhất thiết là phải cứ mỗi quốc gia chúng ta phải có một văn phòng đại diện hoặc là một chi nhánh hoặc là một phải đăng ký giấy đăng ký kinh doanh với là cái quốc gia sở tại. Ở đây thời đại 4.0 rồi nha các anh chị. Không phải là cứ đến Việt Nam là phải đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, rồi đến Mỹ phải đăng ký kinh doanh tại Mỹ, hay là đến quốc gia nào cũng phải đăng ký kinh doanh rồi mở văn phòng đại diện. Như vậy rất tốn kém và rất rườm rà. Công ty ở thời đại 4.0 không cần thiết là phải đăng ký kinh doanh hay là đăng ký văn phòng hay là thuê mướn văn phòng ở nhiều nơi. Và chính cái việc mà không cần phải đăng ký và thuê mướn văn phòng, thuê mướn nhân công ở nhiều nơi như vậy thì nó sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Và chính nhờ tiết kiệm chi phí đó thì công ty sẽ có doanh thu rất lớn và sẽ chia lại cho cộng đồng, các anh chị sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Vì công ty tiết kiệm được nhiều chi phí thì các anh chị sẽ được hưởng lợi nhiều. Tại vì công ty chia đến 80% cái doanh thu của công ty cho cộng đồng mà. Như vậy các anh chị hưởng đến 80% rồi. À. Ok, ngày hôm nay Lộc chia sẻ sơ lược như vậy để cho các anh chị có thể biết là khi mà vào tài khoản của các anh chị cái những cái mục gì và nó có ý nghĩa như thế nào, tìm cái mục đó ở đâu thì các anh chị có thể tìm được. Vì đây là giao diện mới của công ty, nhiều anh chị còn rất là lạ lắm, cho nên là không biết tìm nó ở đâu. Lộc giới thiệu để cho các anh chị có thể tìm được. Ok, và Lộc xin dừng cái video chia sẻ của Lộc ở đây. Nếu các anh chị thấy video này nó hay, nó hữu ích cho các anh chị, các anh chị bấm like ở bên dưới cho Lộc xin một like. Và nếu mà các anh chị thấy là nó cũng chưa được tốt lắm thì các anh chị cũng có thể bấm dislike để mà hoặc là và xin kèm theo cái comment để có thể là cho Lộc có cơ hội Lộc có thể cải thiện hơn, giúp cho các anh chị được nhiều hơn. Ok, và các anh chị cũng nên subscribe, đăng ký cái YouTube của Lộc, đăng ký cái kênh YouTube của Lộc. Và trong kênh YouTube các anh chị nhìn thấy có cái hình quả chuông đấy, các anh chị kích vào trong quả chuông đấy để mỗi lần mà Lộc đăng lên một cái video chia sẻ nào mới thì các anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được cái video đấy, sẽ nhận được cái chia sẻ của Lộc ha. Người đầu tiên lúc nào cũng hay các anh chị ha. Như vậy thì bấm vào cái hình quả chuông đi, bấm vào subscribe đi để đăng ký kênh của Lộc. Xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị một ngày mới thành công, vui vẻ, hạnh phúc và có thể thu nhập được rất là nhiều và chia sẻ được cái giá trị của Crowd One cho nhiều người để giúp cho những người đó có cơ hội để kiếm được tiền, để cải thiện cuộc sống và để nâng cao cái mức sống của họ. Và khi các anh chị cho đi thì các anh chị cũng sẽ nhận được, vì khi cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại. Thế nha các anh chị, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin chào các anh chị. Hẹn gặp lại ở video sau, Lộc sẽ hướng dẫn nhiều hơn cho các anh chị về các mục chi tiết hơn về các quả hoa hồng các anh chị nhận được, rồi về cái việc mà các anh chị thay đổi mật khẩu như thế nào, upload KYC như thế nào, rồi kiểm tra cái hoa hồng mà các anh chị thu nhập như thế nào, và hướng dẫn cho các anh chị mua code để mà kích hoạt cho thành viên mới như thế nào, và cách để mà kích hoạt thành viên mới như thế nào. Thì trong các video sau Lộc sẽ chia sẻ cho các anh chị. Các anh chị bấm subscribe đi, bấm quả chuông đi để khi những cái video đó của Lộc được đưa lên thì các anh chị sẽ nhận được và các anh chị có thể theo dõi được. Xin cảm ơn các anh chị.